Ok, thì ở trong cái phần này là cô sẽ ra bài tập cho các em là một cái game tích tắc toe. Chắc là các em đã chơi cờ caro quen rồi đúng không? Thì luật chơi rất đơn giản, chắc ai cũng biết rồi. Để ví dụ như mình sẽ có cái game như này, thì có hai cái hình như này. Đấy, thì bắt đầu mình chơi cái hình vàng trước chẳng hạn. Đấy, sau đó bây giờ đến đỏ chẳng hạn. Chơi như vậy thôi, vàng này, đỏ chẳng hạn, đúng không nhỉ? Vàng này, đỏ này, vàng. Ok, thì yellow chiến thắng đúng không? Ok, thì cái game nó đơn giản như vậy thôi nha. Thì các em sẽ làm như thế nào thì các em để ý ở cái phần này. Thì cô đã cung cấp cho các em tài nguyên. Thì cô nhắc lại là cái tài nguyên này thì các em có thể sử dụng hoặc không. Thì chính là cái hình ảnh, cái grid. Đấy, sau đó nữa là cái grid này là về mặt hình ảnh thôi. Còn cái grid mà bố trí thực tế là các cái đĩa này này. Các cái nút xanh với cả nút đỏ với cả nút vàng nó rơi vào các điểm. Thì đấy chính là các image view. Các image view, các em để ý cái thiết kế nhá. Thì phần này cô cũng là ra bài tập và cô cũng hướng dẫn một chút. Thì như vậy là các em sẽ sử dụng một cái grid layout. Đấy, thì các em nhìn các cái ô vuông cờ caro này nó rơi trúng kiểu là grid. Tức là nó đặt đúng cái hình bàn cờ luôn, mình vẽ như thế nhá. Thì chúng ta sẽ dùng grid layout và mỗi một cái phần ảnh hiển thị này chính là một cái image view. Đấy, thì đây các em sẽ nhìn thấy các image view nó ở đây. Đó, nha. Rồi, như vậy là cô đã cung cấp cho các em các cái ảnh đó là brush này. Cái này là chỉ về mặt gọi là vẽ để người dùng có cảm giác thôi. Đấy, để người dùng có cảm giác là ok nó rơi vào điểm này. Đấy, nhưng mà cái không phải là cái vẽ này nó tạo ra được cái khung layout. Cái này là giống như cái hình nền mình để ở dưới để người dùng có cảm giác rằng người ta biết đang vẽ ở đâu. Thế sau đó nữa là ví dụ đây các cái nút này, red, yellow đúng không nhỉ? Chính là các cái ảnh. Thế sau đó thì các em đẩy cái grid. Đấy, grid và mình cung cấp các cái ảnh ở đây. Mình có cái tag để hiển thị winner và mình có cái nút để mình có thể chơi lại. Đấy, thì mỗi lần các em sự kiện tất cả các cái image view này các em đều bắt vào sự kiện là drop in on click và có hàm là drop in. Thì cái drop in đấy làm gì để mình đưa ra một cái mỗi lần mình click vào thì phải có một cái đĩa xuất hiện ở đấy, một cái gọi là cái ảnh đây có thể là red hoặc yellow. Thì các em cứ đổi chỗ thôi, thì giống như cái tư duy này thì nó là liên tiếp của cái bài trước. Bài này có cái điểm mới đó là các em dùng grid. À, thế thôi. Còn lại thì cái việc là ảnh khi này nó rơi màu đỏ, khi kia nó rơi màu vàng thì chính là mình sử dụng cái công tắc một chút đúng không nhỉ? Thế tuy nhiên là các em phải xác định được cái điểm để đặt ảnh. Rồi là các em xác định nguyên tắc để làm sao mà nó thắng đúng không? Đấy, ví dụ như là mình đưa ra các cái trường hợp nó thắng đúng không nhỉ? Đấy, như nào mà nó sẽ thắng và nó sẽ dừng cuộc chơi luôn đúng không? Đấy. Ok. Đấy thì ví dụ như thế nha. Còn lại thì các em thử tìm hiểu. Cô sẽ gợi ý đến mức độ là ví dụ grid này, rồi các component, rồi các click sự kiện. Còn lại cái lõi của cái việc là nguyên tắc mình đặt như thế nào để mình quyết định được chiến thắng thì các em thử tìm hiểu thêm xem nha. Ok.